Kinh Bonsai Cần Thơ xin kính chào quý chú anh chị mình các bạn ha, xem video tiếp theo giao lưu Lục Bình Mai ha cả nhà. Thì hôm nay thì em nhờ em quay clip để gửi Kinh Bonsai Cần Thơ để chia sẻ với cả nhà mình Lục Bình Mai ha cô chú anh chị. Thì địa chỉ của em thì ở xã Tân Thiền, Chợ Lách, Bến Tre. Thì số điện thoại của em thì 0898147896 ha cô chú anh chị. Thì đầu clip thì em sẽ lên một cái lục bình, cái loại lục bình mà cao, loại cao 1m6 ha cả nhà. Đó, em còn được 8 bình nè cô chú anh chị. Rồi con chào cô chú. Cô chú anh chị. Chờ đứng nhìn. Rồi, con cái này cao quá coi cô chú anh chị. Với lật cái nền em nền đất ha cô chú anh chị, nên lên bằng xây thì nó lật tới lật lui cả nhà. Để em để đất em quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi con đo cái chiều cái hoành đế của cái lục bình. Bấm vô. Hoành đế 85. Con báo này luôn, 85 ha cả nhà. Thì em báo chính xác cho cô chú anh chị mình ha, báo chiều hao phân hai phân nha con. Cây đang xì từ sống khỏe của chú anh chị. Eo à 68. Cái eo là 68 của chú anh chị. Cái tán lá rất là xùm xề á, bình rất là cao cả nha. Này là loại 50 cây ha cô chú anh chị. Hoành bụng 34. Cái hoành bụng là 134 ha. Anh chị mình chốt một cái loại nào á thì cứ alo em ha cả nha. Cái cổ là 58. Cái cổ là 58 ha. Chiều cao tới cái niềng. Chiều cao tới niềng 1m1. Chiều cao tới cái niềng là 1m1 ha cả nhà. Tổng thể hết thước dây ha. Rồi kéo lại, kéo lại. Kéo lại cho cô chú anh chị xem. Đây, rất là cao ha cả nhà. Cái tán lá xè của nó là khoảng 1m đó cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị, cái bình. Nhìn rất là to ha cô chú anh chị. Cây đang xì tược sống khỏe ha. Thì cái loại này là loại 50 cây to ha cả nhà. Thì em giao lưu với cô chú anh chị mình á, một bình như thế này á là 1,5 triệu một bình ha cả nhà. Rồi sẽ bao ship cho anh chị mình toàn quốc Việt Nam ha. Đó, thì cái này thì em còn được 8 bình nè cả nhà chứ không được nhiều ha. Rồi tiếp theo thì em qua loại 24 cây cô chú anh chị. Bữa nay thì em vô chậu đẹp nè cả nhà. Đó, cho cô chú anh chị mình giao lưu ha. Đây. Loại này loại 24 cây ha cô chú anh chị. Rồi con đo cái hoành đế của cái lục bình. Hoành đế được 75. Cái hoành đế của nó là 75 ha cả nhà. Cái eo ha. Cái eo là 65. Cái eo là 65 ha cô chú anh chị. Cái bụng là 121. Cái bụng là 121 ha. Này loại 24 cây ha cô chú anh chị. Cổ 63. Cái cổ là 63 ha. Bình thì đang xì tự sống khỏe của chú anh chị. Chiều cao tới niềng là 70. Chiều cao tới niềng là 70 ha. Tổng thể 1m. Tổng thể 1m ha cô chú anh chị. Đây loại này là loại 24 cây ha cả nhà. Cây đang xì tự sống khỏe nè. Bình nhìn rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Em vô chậu nè. Cả nhà mình cứ để cặp gì cái về mình để chậu mình chơi luôn ha cô chú anh chị. Rồi cái loại này loại 24 cây ha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình á. Rồi một bình của nó là 700 ngàn ha cả nhà. Và bao ship cho anh chị mình ha. Nói thì cái chậu này em mua không khoảng 50 ngàn cô chú anh chị. Và thêm cái chậu này thì ship cũng rất là cao ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em lên loại 30 cây. Đây em đi vòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây, cái số lượng của em thì còn rất là nhiều ha cả nhà. Thì em quay một bình cho cô chú anh chị mình tượng trưng cho dễ cô chú anh chị. Rồi con đo cái hoành đế của cái lục bình. Cái này là loại 30 cây ha cô chú anh chị. Cái hoành đế được 76. Hoành đế của nó là 76 ha cô chú anh chị. Cái eo là 67. Cái eo là 67 ha. Cái bụng to nhất của nó ha. Bụng to nhất 125. Cái bụng to nhất của nó 125 ha. Chiều cao tới cái niềng. Cái cổ 57. Cái cổ 57 ha cô chú anh chị. Cái lần này thì chiều cao tới niềng 75. Cái này thì chiều cao tới niềng 75 ha. Tổng thể 1m ha cô chú anh chị. Đây bình thang của cây nè cả nhà. Thì nó cái loại này loại lùn ha cả nhà. Thì bình thang của nó thì bằng búp bi mình cô chú anh chị. Đây mới rút rất là đẹp luôn. Thì cái loại này thì em giao lưu với cả nhà mình á. Một bình cái loại 30 cây lùn này ha cả nhà. Thì em giao lưu với cô chú anh chị mình á. Rồi một bình của nó là 900 ngàn. Không phải 800 ha cô chú anh chị. Rồi 800 ngàn ha cả nhà. Rồi một cặp của nó là 1,6 triệu ha.
em sẽ bao ship cho anh chị mình toàn quốc Việt Nam ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em lên cái loại 30 cây, cây cao được 1m2 cô chú anh chị, 1m1, 1m2 ha. Nhưng mà đặc biệt cái loại này thì cây nó rất là to ha cả nha. Nó tiền nào của nấy cô chú anh chị ơi. Thì cây to thì tiền nó sẽ cao hơn anh chị mình, cao hơn thì tiền nó sẽ cao ha cả nha. Đây, còn đo cái hoành đế coi. Cái này em kết từ 30 cây mai già ha cô chú anh chị. Hoành đế được 84. Cái hoành đế của nó là được 84 ha cả nha. Cái eo. Cái eo được 70. Cái eo 70 ha. Cái cổ của nó ha, cái bụng ha. Cái bụng 128. Cái bụng là 128 cô chú anh chị. Cái cổ 62. Cái cổ là 62 ha. Đo tử tán xè thôi. Cái tán xè 80. Tán xè 80 ha, chiều cao. Chiều cao tới niền là 90. Chiều cao tới niền là 90 cả nha. Tổng thể 1m2. Tổng thể 1m2 ha. Rồi thì loại 30 cây này, loại mày này cao 1m2 ha cô chú anh chị. Em giao lưu với cả nhà mình á, một bình như thế này á là 900.000 ha cô chú anh chị. Loại loại 900 ha. Thì em có bán 3-4 loại đó cô chú anh chị. Thì anh chị mình vô xem á thì thích loại nào thì cứ alo ha. Cái loại 900 này đặc biệt cái hoành thân của cây á, thì nó nhỏ tẻo chút xíu cả nha. Và cây nó cũng rất là to luôn đó. À, bình nè. Cô chú anh chị mình để ý em bên em làm được bình nè. Thì cái mặt nào em đi mặt đó cô chú anh chị, nó một chiều một ha. Anh chị mình nhìn nó nhìn rất là cân đối, nhìn rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo em lên loại 50 cây. Và cây này lùn hơn các cái nè. Nó cây này thì nó cao được 1m2 cô chú anh chị. Rồi con đo hoành đế. Sáng quay chạy cũng không đẹp cả nhà, nó không trong ha. Anh chị mình xem và ủng hộ và thông cảm cho, ủng hộ cho em hát cô chú anh chị. Đế 76. Hoành đế của nó ở được 76 hát cô chú anh chị. Cái eo được 68. Cái eo là 68 ha. Cái bụng 128. Cái bụng là 128 hát cô chú anh chị. Cái cổ 58. Cái cổ là 58 ha. Chiều cao tới cái niền. Chiều cao tới niền 95. Chiều cao tới cái niền là 95 ha. Tổng thể 1m2. Tổng thể 1m2 ha cô chú anh chị. Thì cái loại này loại 50 cây. Em giao lưu với cả nhà mình á, là một bình của nó là 1.3 triệu ha cô chú anh chị. Cái loại này nó cao được chỉ được 1m2 cả nha. Và cái loại bành tráng đó thì nó mắc hơn chỉ có 200.000 cả nha. Thì 200.000 đó thì chủ yếu là tiền ship á cô chú anh chị. Tại vì cái như cái bình này tiền ship nó khoảng 106-107 nè, nhưng mà cái bình kia tiền ship nó khoảng 300 á cả nha. Nên anh chị mình xem và ủng hộ cho em ha. Anh chị mình thích bình lớn thì alo em ha cả nha. Rồi thì video của em tới đây thì kết thúc ha. Em cũng chân thành cảm ơn anh chị những clip trước thì anh chị cũng chốt cũng khá là nhiều ha. Thì hôm nay thì em cũng tiếp tục về nhà vườn á, quay cho chia sẻ cho anh chị mình lục bình mai để anh chị giao lưu ha. Rồi em sẽ kết thúc, hẹn anh chị lại những clip chia sẻ tiếp theo của em ha cả nha.